tì ủ sứ san cửa bài năm ba tương với phần tiếp theo của bài mười lăm quyền một hãy nhắc lại từ nhà cha từ này còn có thể làm lượng từ của công ty một cái công ty nguyên văn là một nhà công ty ỷ cha cung sư y cha cung sư một cái công ty gì